À, xin chào tất cả các bác yêu saxophone trên toàn quốc em là cao cường à, chắc hẳn là các bác chơi kèn thì à, nhìn qua những cái này chắc cũng không lạ đúng không bởi vì đây là những cái uh, sơ đồ thế bấm của kèn saxophone những cái bảng thế bấm như này nhìn nó khá là phức tạp rất là khó nhìn à, còn một số bác thì có thể là học qua truyền tai nhau truyền uh, hướng dẫn nhau thì những cái thế bấm của nó rất là khó nhớ bởi vì là nhiều cái phím uh, quãng cao hoặc là những phím thang giá nó kết hợp khá là khó nhớ à, thì có một cái uh, mẹo để mà uh, học được các cái phím các cái thế bấm chuẩn thì ở trong cái clip này em sẽ uh, bật mí cho các bác một cái phương pháp để học các nốt từ thấp đến cao từ cơ bản đến nâng cao mà cực kỳ chuẩn mà lại dễ nhớ uh, cái này là mình sẽ học trên một cái ứng dụng uh, tải về điện thoại À, em sẽ hướng dẫn cho các bác uh, cái cách cái tải và cái cách sử dụng phần mềm này luôn nhé em uh, sử dụng điện thoại android nên là em sẽ vào cái cửa hàng uh, play bác nào sử dụng uh, cái app store đấy à, cái điện thoại iphone đấy thì mình sẽ vào app store các bác vào cửa hàng uh, play này và nhập tìm kiếm này tìm kiếm chữ saxophone này saxophone này uh, nó sẽ hiện lên cái uh, biểu tượng một cái kèn và cái chữ 3D màu cam. Ở trên đầu tiên này, các bác bấm vào và cài đặt xuống. Cài đặt về máy. Nó rất là nhanh thôi. Bởi phần mềm này khá là nhẹ và dễ dễ sử dụng. Khi mà cài đặt xong đấy thì các bác mở ra. Mở ra thì cái màn hình của nó là cái biểu tượng cái kèn sắc full và bên cạnh của nó nó sẽ có cái dung mũi tên lên mũi tên xuống mũi tên lên và mũi tên xuống nó là cái uh, mình chuyển nốt chuyển nốt chuyển thế bấm các nốt cái mũi tên xuống lên mũi tên lên xuống này là chuyển thế bấm các nốt uh, chuyển lên cao hay là chuyển xuống thấp Đấy. còn uh, cái này là cái bật tiếng bật tiếng và tắt tiếng Uh, cái mũi tên sang trái sang phải này là các cái cách bấm khác nhau ví dụ như đây hiển thị màn hình nên là lốt uh, la thăng la thăng la thăng thì nó cũng có ba cái cách bấm thì bác nào mà quen tay bấm kiểu gì thì các bác bấm kiểu đó kiểu nào cũng được miễn là sao các bác quen tay thì tất cả nó đều cao độ tiêu chuẩn mà uh, còn khi các bác bấm vào cái màn hình này bấm vào cái kèn này này bấm vào biểu tượng cái kèn này thì nó sẽ có các cái góc độ để mình nhìn vào thế bấm của nó Đấy. bình thường thì mình sẽ để mặc định nó có bảy cái, cái chế độ này mình sẽ để mặc định như này thôi em để mặc định như này cũng rất là dễ nhìn rồi à, còn bác nào mà cảm thấy cái tay nó vướng đấy thì các bác có thể bấm cái biểu tượng ở à, bên tay phải bên trên bấm vào thì cái tay nó sẽ bỏ ra đấy. có cái tay vào thì trông cảm giác nó thật hơn thì à, các bác à, bình thường em hay để cái ngón tay này à, còn cái biểu tượng dấu hỏi chấm này với lại cái à, cái cái biểu tượng mũ này, này thì nó không quan trọng lắm đâu, kể cả, cả cái biểu tượng của cái nốt nhạc piano này nữa thì các bác không cần để ý, những cái này nó không quan trọng. Còn cái quan trọng nữa là cái về cái tiếng của kèn thì các bác để ý ở đây nó sẽ có alto, tenor, baritone và soprano. Thì đa số các bác chơi alto thì các bác chọn về alto thôi, soprano hay là tenor, baritone thì thêm bấm nó như nhau cả. Thì các bác chọn alto cho nó dễ nhìn và dễ nghe bác nào chơi chơi super Nano có thể chuyển chuyển đến chế độ cũng được tiếp theo là cái biểu tượng cái nốt nhạc này thì bác nào mà biết cái thì ký hiệu âm nhạc quốc tế đấy, thì các bác có thể để về CDEF, GAB còn bác nào mà không biết cái ký hiệu quốc tế có thể chuyển sang à, nó ghi rõ uh, rõ 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 cái nốt nhạc này chữ nốt nhạc này la này si này hoặc là các nốt khác này đấy thì từ những cái này các bác có thể là tìm những cái 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 nốt nhạc nào mà mình cần tất cả các nốt thế bấm nào mà mình cần mình đối chiếu vào cái màn hình này để mình xem xem mình đã bấm chuẩn chưa bởi vì cái thế bấm này là thế bấm rất là tiêu chuẩn của quốc tế và người ta đã tạo app lên rồi thì tất nhiên là người ta sẽ đã tham khảo rất là nhiều những cái tư liệu chuẩn thì các bác dùng cái app này thì yên tâm về cái thế bấm của nó không bao giờ sai đâu à, nhiều bác sử dụng nhưng mà chưa chắc đã chơi kèn lâu năm nhưng mà chưa chắc đã biết được, được hết các cái thế bấm chuẩn của nó đâu thì các bác cứ tham khảo cái app này nhiều khi mình quên mà thì bác tham khảo cái app này nó rất là chuẩn nó rất là tiện thi thoảng bên em vẫn dùng là những cái app này để mà uh, mà mà giới thiệu những cái nốt hướng dẫn cho khách những cái nốt bấm chuẩn để cho khách hàng sử dụng kèn đấy còn cái thắc mắc gì thêm đấy thì các bác cứ alo cho em qua số điện thoại là 0962 297 417 có cái gì hay ho thì em lại chia sẻ cho các bác. À, cái phần mềm này nó đang phát triển ra tất cả những con loại nhạc cụ khác, ví dụ như là trung bass này, à, hay là clarinet này, trung này, nhiều lắm. Các bác nào mà muốn chơi các nhạc cụ khác thì cứ bấm vào tìm kiếm cái nhạc cụ khác, nó vẫn có bình thường. À, xin chào tất cả các bác.